Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại kênh của Dũng Trường Audio. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục lên sóng về kia dòng dây loại đồng Anh của hãng Kenford Audio. Thằng này thì nó có hai lõi và mỗi lõi to là 4 ly, made in England. Dòng dây này thì hôm nay bên em tiếp tục thi công đầu rắc và dây có chiều dài là 2,5m một vế để bán cho anh em và các bác. Tiếp tục lại thi công đầu rắc anh em nhé. Cái sản phẩm dây loa đồng Anh này thì hiện tại thì so với những cái dòng dây bên em đang bán ấy, thì nó nằm ở phân khúc tầm kha khá. Những loại dây loa lõi đồng hiện tại bên em đang có là cái dây loa lõi đồng Mỹ Wipad này, hai lõi mỗi lõi to 1,5 ly, thằng đấy thì là 55.000 mét, rồi là dây loa lõi đồng Mỹ của cái thằng Westpen 110.000 mét, dây loa đồng Mỹ của thằng Monobride 4 lõi 2,5 ly, thằng đấy là 130.000 mét. Xong là đến thằng này thì là dây loa đồng Anh, thằng này là hai lõi mỗi lõi to 4 ly, có giá là 200.000 một mét. Và một loại thì nó cao hơn hẳn, đó là cái dây loa mà của thằng thằng cao cấp của thằng Harmonic Tech đấy, thằng đấy thì là 700.000 một mét, thì thằng đấy thì không nói đến rồi. Đây, cái dòng dây này thì trong phân khúc tầm khá này, Kenford BBC 2x4.0 đồng copper line speaker capper made in England. Dây này thì bên em bán là 200.000 một mét. Nói chung là cũng thi công đầu rắc rồi là bán các kiểu con đà điểu rồi, số lượng không còn nhiều cho nên là bắt đầu thi công đầu rắc để bán cho anh em. Đây, các bạn nhìn chất lõi của nó đây. Đây, các bạn nhìn chưa, rất là ổn áp. Thằng này thì ba giải của nó rất là ok, nhưng mà vẫn hay nhất là cái giải bát và giải trung. Chét thằng này cũng rất là tốt, nhưng mà những cái loại dây lõi đồng đặc trưng của nó thì tiếng bát và tiếng trung của nó thì nó thiên và nó cải thiện rõ ràng hơn. Tất nhiên thì một cái sản phẩm dây loa người ta sản xuất ra thì không nhất thiết là sẽ bị mất hết các giải. Ví dụ như kiểu dây loa lõi bạc cũng vậy. Lõi bạc thì tất nhiên tiếng bát của nó sẽ căng gọn và trung cao và chép nó sẽ sáng lên, và nó vẫn hay nhất ở cái giải trung cao và chép. Còn thằng dây lõi đồng thì nó cũng vậy, ba giải của nó vẫn ổn áp, nhưng mà nó vẫn hay nhất ở cái giải bát và giải trung đấy, cho nên là khá nhiều anh em lựa chọn. Đây là những cái dòng dây phân khúc như này thì mình sẽ có thể là phân loại được như vậy, nhưng mà khi mà mình chơi với những cái dòng dây cao cấp lên, ví dụ những cái dòng dây high end mà tầm 700 hoặc mấy triệu một mét ấy, thì lúc đấy thì dây lõi đồng và dây lõi bạc thì nó sẽ không mang nhiều ý nghĩa nữa đấy. Bởi vì có những loại dây lõi đồng nó bán đến mấy chục triệu, cả trăm triệu một cặp đấy, mà tiếng chép nó lên hay hơn rất là nhiều. Nhiều khi những loại dây, kể cả cái dây lõi đồng mà Harmonic Tech ấy, mà bên em bán 700.000 một mét ấy, dây đấy tiếng chép nó hay hơn rất là nhiều những cái dòng dây lõi bạc đôi 300.000 đấy. Cái đấy nó nhiều nhiều công nghệ và nó nhiều lý do, nó cũng khó giải thích. Còn nếu mà mình chơi những cái dòng dây tầm khá hoặc trung bình như này thì sẽ phân loại theo cái kiểu là lõi đồng và lõi bạc, thì nó sẽ có thể là dễ nhận biết hơn. Dây này thì thích hợp cho những cái bộ dàn mà tiếng bát và tiếng trung bị kém, nhất là cái tiếng trung ấy. Tiếng trung mà nhiều khi là cái giải lời ca sĩ mà nhiều khi mà nói hát mà nó không có ấm, không có trầm ấm, thì là có thể mình chơi cái dây này. Bát kém thì chơi dây này, bát phè thì cũng chơi dây này đấy. Còn chép thằng này thì là chép mang tính chất, có nghĩa là nó cũng đủ giải và nó nghe chép là vẫn đủ tiếng và giải của nó cũng sạch sẽ tách bạch. Tất nhiên thì mình không so với như là dòng dây lõi bạc, nhưng mà dây lõi đồng này thì anh em chơi mà muốn nghe những kiểu nhạc vàng hoặc nhạc nó mang cái tiết tấu mà nó chậm rãi đấy, nhạc vàng nó chậm rãi mà, thì chơi mấy cái này thì nó có vẻ nó ok. 200.000 một mét thì bên em thi công thì cũng tiền dây tiền rác nó cộng vào thôi. Ở đây một cặp có chiều dài là 2,5m một vế, là tiền dây là có như 5m dây là 1 triệu tiền dây rồi. Cộng với kia mớ bắp chuối răng cưa như này. Bắp chuối này 45.000 một cái thì là 8 cái thì là 360. Một cặp này có giá là 1.360.000. Các bác nhá, 1.360.000 một cặp.
dài là 2,5 m đối với phun bắp chuối răng cưa. Còn tùy anh em thì thích, anh em thích như nào thì tùy, ví dụ mà mua sẵn như này về đấu thẳng này cũng được này, đấy, chơi thẳng như này cũng được, hoặc không thì anh em thích đấu rắc gì thì bên em đấu rắc đấy thôi, rắc thì đây anh em nhé. Hôm nay thì clip này bên em lên sóng mỗi cái món này thôi, bởi vì bên em dây này là bên em không còn nhiều nữa, đấy, không còn nhiều cái dây này nữa, thì thi công lên rắc để bán cho anh em. Đấy. Số điện thoại vẫn là cái số đèn đèn kia, 0344 382 591. Nhu cầu anh em các bác cứ liên hệ em. Rồi, xin kính chào tất cả mọi người.